Xin mến chào cô chú anh chị. Hiện tại Nhã đang ở trong trung tâm của Hội Yến Diêu Trì Công đó vị. Một cái lễ hội ha, lớn nhất cả nước và một năm đó vị. Tổ chức có một lần à. Thì ở trong đây Nhã nhìn thấy rất là nhiều gian hàng khác nhau. Nó có tỉnh Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế. Rồi ở nước ngoài nữa vậy. Ở nước ngoài cũng có nữa. Coi như là đạo có đài ha, bây giờ họ phát triển rộng khắp hết luôn đó. Thì Nhã có xem số liệu là hơn 2 triệu tín đồ hiện tại đó vậy đó. Hiện tại thì Nhã đang đứng ở gian hàng của Hội Yến Diêu Trì Cung tỉnh Gia Lai đó, tỉnh Gia Lai ha đó. Thì hỏi mấy anh có nói là đi xuống sân bay là tới thôi đó, ngay trung tâm của tỉnh Gia Lai ha đó. Hiện tại thì mấy anh đang hoàn tất những cái công đoạn cuối cùng đó vậy. Đó vị có thể nhìn thấy nè, phía trước á là một cái bàn thờ ha, có nhang đó, hay ba cây nhang lớn, rồi đèn cầy hai bên, rồi những cái chú rồng nó nhìn rất là bắt mắt hứa vậy. Rồi phía trong nè, nó còn phía trong ha, trưng bày gì đây, có con hai cái con chim phụng đó phía trong nữa nè quý vị. Đó đây là phía cảnh phía bên trong nè. Ồ. Đó vị thấy không, khung cảnh nó xung quanh đây ha. Ở đây là gian hàng của tỉnh Gia Lai nha. Ủa chú, mình trưng cái này á là mình có ý nghĩa gì không chú? Ví dụ như ở đây cái bàn thờ, rồi phía trong á là trái cây này nọ, hay là hình Long Lăng Quy Phụng gì đó. Thì không biết là ở cái gian hàng tỉnh Gia Lai của mình á, nó có ý nghĩa đặc trưng gì không ha? Dạ. Ví dụ như Gia Lai là cao nguyên. Dạ, Gia Lai là xứ cao nguyên. Đúng rồi. Ví dụ như là các nơi là ở xứ cao nguyên là con đường về. Dạ. Nên gì hiến cho mẹ. Dạ. Sử dụng đi làm thì thường băng bằng gùi. Dạ, bằng gùi. Cái nào là cái gùi đâu chú? Đây nè, đâu đâu? Đâu chú chỉ từng chỗ chú đi vô trong đó đi. Đó. Rồi bây giờ chú sẽ giới thiệu ha về gian hàng của tỉnh Gia Lai. Dân tộc. Người dân tộc, nhiều người dân tộc ở Tây Nguyên. Đi làm thì hay mang theo cái gùi. Dạ, để mà đựng cà phê, đựng một vật dụng gì. Dạ. Rồi ví dụ như rượu ở Tây Nguyên thì có rượu cần. À, rượu cần. Ví dụ mình nấu rượu gạo này nọ, nhưng mà Tây Nguyên thì có rượu cần, nó đặc trưng cho các dạ, dân tộc. Dạ, dạ. Dân tộc. Cái nào là cái gùi, cái nào là rượu cần đâu chú? Đây này, cái này là cái gùi. Rồi nào các bạn xem nha. Đó, đây là cái gùi nè. Cái gùi này. Đó, cái gùi á. Đây cái gùi. Hàng ngày á là coi như là đi làm đó vậy. Người ta mang cái gùi sau lưng này. Người ta mang ở sau lưng. Thu nhỏ. Ủa mà gùi này nhỏ quá ha. Mà thu nhỏ. Mình thu nhỏ chứ to quá. Còn đi làm là có 12 cái chứ không phải có một cái đây, chưa xong rồi. Là từ nhỏ tới lớn á, đúng không? Rồi rượu ghê là kia. Dạ dạ dạ. Dạ dạ đúng rồi, cái đó là cái gùi. Cái gùi nhỏ. Gùi nhỏ. Dạ. Rồi cái nào là rượu cần nữa chứ? Đó, wow. Chưa thiết kế. Chưa thiết kế. Chưa đưa lên. Dạ dạ dạ. Dạ. Mình thì nấu rượu ra đít ra đây. Còn dạ. Dân Tây Nguyên thì các anh em dân tộc thì sử dụng mình. Dạ con có uống rượu cần rồi. Đấy. Dạ ngon lắm. Khi đây là cái cần mà để mình sử dụng. Ông hút á đúng không? Giống như ông hút á. Cái lớn nữa nè. Dạ. Đó, đây là ba cái bình rượu cần. Rượu cần. Đó, coi như là đặc sản xứ Gia Lai ha, đặc sản Tây Nguyên á. Tây Nguyên, mình kêu Tây Nguyên. Vậy thấy không? Ba bình rượu cần đem lên để mà cúng mẹ. Hiến dâng lên cho mẹ. Hiến dâng lên cho mẹ. Hai cây đàn cày. Cây luôn nha, chứ không phải là đồng đàn cày á. Bên trước là cây lông trụ. À. Đây là cây đàn cày. Cái đàn cày ở trước đó khác. Trước là bàn gỗ á, hai con rồng đó là bàn gỗ xây đó. Nhưng mà cái mé trước là đàn cày chứ hả? Còn cái này cũng chính là đàn cày. Đàn cày đây đẹp hơn, đàn cày sáp này đẹp hơn. Đúng rồi. Còn cái này là gì chú? Ở đây là để trưng hồ. Đây là trà với cà phê.
À, cái này á là cái bàn xay cho nó ở quê hương mình làm ra nó đẹp thôi à. Nhưng mà bỏ trái cây này nọ lên chứ không phải là cái này ở trên Tây Nguyên giống như Gia Lai. Cái gùi với lại cái rượu cần á là ở trên Gia Lai. Còn những cái sản phẩm ví dụ cà phê mầm là toàn bộ là bơ không? Ví dụ như cà phê bơ hả? Hôm nay còn bơ hả? Nói chung những cái gì mà của địa phương sản xuất ra là đem cho lên nhân dân. Dạ. Không mua ở ở ngoài. Dạ. Ví dụ cà phê là Tây Nguyên có. Dạ, hiến dân lên chỗ mẹ. Hiến dân lên cho mẹ. Ví dụ là đất dạ. Cà Tây Nguyên có. Dạ. Rượu bơ là đất Tây Nguyên trồng. Dạ. À, ví dụ là những cái gì mà mình sản xuất ở địa phương. Dạ. Đó vậy thấy không? Wow. À, hiện tại thì cái đó cũng là cái gùi phải không mấy chú? Cái gùi. Nó bây giờ thì mấy chú ha sẽ bỏ cái bình rượu trần lên ba cái gùi đó nhìn cho nó trang trọng. Đó, đó vậy thấy không? Wow. Tụi mình mới làm công tác chuẩn bị. Mình chưa làm xong. Dạ. Năm nay là năm đầu tiên hả chú? Năm đầu tiên tỉnh Gia Lai về đây. Dạ. Là do Thánh Thất mới có ngoài đó hay sao chứ? Không, lâu rồi chứ mà hồi xưa là cái như đạo rồi nó ít á. À, dạ. Không có điều kiện mình làm. Dạ, dạ, dạ. Càng ngày đạo càng ngày càng phát triển. Dạ, dạ. Đông lên rồi là các con cháu là muốn tập trung để lên về. Dạ, dỗ mẹ. Dạ. Hồi nãy em bấm cái gì bấm. Đó vậy thấy không? Cái khung cảnh chuẩn bị ha. Ở một cái tỉnh Gia Lai. Đó. Không xây được. Wow, rất là đẹp luôn đó vậy. Khá là công phu ha. Ủa mấy chú tên gì chú? Chú tên gì? Chú tên Phong. Chú Phong, chú Phong ở họ Đạo tỉnh Gia Lai. Dạ. Rồi chú tên gì chú? Mười Xá. Chú Mười Xá. Rễ ngoài Gia Lai chứ phải trên Gia Lai. Rễ Gia Lai hả? Gốc Tây Ninh. Gốc Tây Ninh. Gốc Đạo Cao Đài. Dạ. Dạ. Để thiết kế làm này nè. Dạ dạ. 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 Thiết kế nguyên cái vàng này. Dạ. Cái vàng trưng bày ở đây. Đó vậy thấy không? Rồi chào mấy chú ha. À, dạ. Cái là 3 giờ em lại là hoàn thành. Là đẹp hơn nữa đó. Dạ, ok. Dạ. Đó vậy thấy là khung cảnh ở xung quanh ha. Có nhiều họ đạo khác nhau. Thì trong mỗi cái họ đạo đó vậy là những cái câu chuyện kể khác nhau ha. Có họ đạo thì mới thành lập, có họ đạo thì có lâu lắm rồi đó, nhưng mà mấy chục năm mới về dỗ mẹ ha, về làm những cái gian hàng để mà trưng bày trái cây, trưng bày long lân quy phụng đó và dâng lên mẹ đó vậy. Các vị cùng xem nè khung cảnh ở đây ha. Đó đây thì có Tà Mung Tây Ninh. Nó đi nãy giờ mới thấy được cái gian hàng Tây Ninh đó vậy. Nhà có nghe nói gian hàng Tây Ninh nhiều lắm. Đó. Thì đến chỗ này ha. Có Tây Ninh nè. Bên đây có gì? Bộ phận thẩm mỹ nữ Tòa Thánh. Nó thành tâm hiến lễ. Wow, hoành tráng quá vị ơi. Rồi, cùng đi tiếp nha. Cùng đi tiếp một vòng xung quanh Tòa Thánh Tây Ninh ha. Đó, xung quanh cái chỗ mà người ta làm đó vậy để dâng lên mẹ. Đó. Wow, đẹp quá vị ơi. Đèn cầy á, cái đèn cầy sáp mà người ta cắt tiệu ha. Nó chạm chỗ trên đó. Rồi phía trong có trái cây này nọ nữa. Đó, rất là hoành tráng rồi đó vậy. Wow, đẹp quá. À, phong cảnh mấy gì đang chuẩn bị ha. Mấy gì đang chuẩn bị. Gần xong hả chú? Đẹp ha. Wow, nho rồi trái cây đủ loại. Các vị thấy không? Rất là hoành tráng luôn ha. Dỗ mẹ đó, ở Báo Ân Từ. Các vị thấy á. Trưng bày màu vàng ha, nhìn rất là sang trọng. Gian hàng này trưng bày có ý nghĩa gì không chú? Trưng bày theo ý nghĩa cái mô hình của Thiên Khai Quá.
Phước Thiên hay quá, là cụ thể sao chú giới thiệu giùm con được? Của Phật mẫu. Phật mẫu là do Đức Chí Tôn xuất âm năng tạo ra cái thế giới vật chất. À, chú đứng xa xa trong thế giới. Chú đứng ngay đây rồi. Dạ. Dạ. À, đây thì có cái bàn thờ. Rồi phía trong mình hiểu sao chứ, hiểu ý nghĩa là sao nó mới là mình trưng bày, mình hiến lễ theo cho Đức Mẹ theo cái mô hình Cụ Thiên Khai Hóa của cái thế giới vật chất. À, Cụ Thiên Khai Hóa. Cụ Thiên Khai Hóa nó nằm trong cái thế giới vật chất. Dạ dạ. Wow. Gồm có 9 tầng á. 9 tầng á. À, là mình sẽ trưng bày 9 tầng luôn. À, rồi. Dạ. À,